chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi thì hôm nay tại Hoa Kỳ rất đặc biệt và đó là lễ tạ ơn Thanksgiving thì ban biên tập của chương trình à, xin kính chúc quý khán thính giả và quý khách hàng của công ty tư vấn GDS USA một mùa lễ tạ ơn uh, Thanksgiving uh, tuyệt vời. Thì có nhiều khán giả đã gửi tin nhắn uh, hoặc là điện thư email đến cho ban biên tập uh, hỏi rằng uh, ngày lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ như thế nào. Thì chúng tôi cũng xin thưa là ngày lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ là một ngày uh, đặc biệt của những người uh, di dân đầu tiên trên cái chuyến hải hành đặc biệt của chiếc tàu Mayflower thưa quý vị, thì à, họ di cư từ bên phía Âu Châu à, vượt à, coi như đại dương để mà đến à, miền đất hứa Hoa Kỳ thưa quý vị và họ đến vào đầu cái mùa đông có thể nói là cuối thu đầu đông và đó là cái lý do mà Bây giờ người ta chọn vào cái tuần uh, thứ tư, ngày thứ năm, tuần cuối của tháng 11 để làm lễ tạ ơn. thì uh, Với cái chuyến hải hành dài từ bên phía Âu Châu, từ uh, nước Anh, uh, vượt uh, coi như Đại Tây Dương, một cái chuyến hải hành mà phần nhiều là chết nhiều hơn sống sót thưa quý vị. thì những người đầu tiên đã đến ở miền tây của nước Mỹ và ngày nay thì là thuộc miền đông bắc Hoa Kỳ vùng Massachusetts Boston thưa quý vị. thì cái chuyến tàu Mayflowers này chở một số gia đình người gốc da trắng và khi đến thì họ rất bỡ ngỡ Không có một vùng đồng bằng như thế Mà cũng không biết loay hoay làm sao để mà có thể sinh sống Sau khi mà họ vượt đại dương Trốn tránh cái việc mà đàn áp tôn giáo ở bên Âu Châu thưa quý vị Thì đã có một số người dân, thổ dân da đỏ xuất hiện Và bày cách làm súp bí đỏ, họ đem tặng súp bí đỏ, rồi họ đem tặng gà tây thưa quý vị. thì những người da trắng sống sót đầy đã coi như là nướng gà tây, làm thịt gà tây ăn cùng với lại súp bí đỏ và đã sống sót qua cái mùa đông khắc nghiệt vô cùng khắc nghiệt của Bắc Bỉ thưa quý vị và hết mùa đông thì đến mùa xuân cho nên họ tưởng nhớ đến những ngày đầu tiên xa xứ lưu vong đến đặc chân ở nước Mỹ cho nên họ đã duy trì một cái tập tục là tiếp tục mỗi cuối tháng 11 tuần thứ tư và ngày thứ năm thì họ tổ chức một cái đại tiệc À, trong đó thì nướng gà tây như quý vị thấy trên màn hình, rồi nướng thêm cornbread rồi ăn uh, red berry sauce, nói chung mà uh, ngày này thì họ chế ra nhiều thứ khác, chẳng hạn như là mashed potato tức là khoai tây nghiền ăn với gravy vân vân, rồi uh, rau quả củ trộn uh, với lại uh, dầu giấm rồi uh, có egg một cái thức uống cũng khá đặc biệt chỉ bán vào cái dịp lễ Thanksgiving, Christmas, New Year nhiều mà thôi thưa quý vị. Thì nó giống như là một loại nước khai vị mà nó đậm đặc cái bùi giống như sữa đặc thưa quý vị. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi.